Xin được nhiệt liệt chào đón tất cả các anh, các chị, tất cả những quý khách hàng thân yêu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh bán hàng của Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ, có địa chỉ tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Và ngay trong buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ lên sóng trực tiếp báo giá về một chiếc xe. Đây là một chiếc Hyundai Elantra được sản xuất năm 2016. Đây là một phiên bản 2.0 GLS số tự động. Thế thì sau 4 năm sử dụng chiếc Elantra như thế này, trước màn hình các anh chị còn để lại được những giá trị cơ bản như thế nào về một chiếc xe, thì em xin phép cùng với anh chị được đi khám phá chi tiết từng hạng mục của một chiếc xe Elantra 2016 phiên bản 2.0 GLS số tự động này. Vâng, em Biên sẽ cùng anh chị đi khám phá. Đầu tiên các anh chị hãy quan sát về phần thân vỏ của chiếc xe. Để em Biên giới thiệu, đây là một chiếc xe màu nâu cà phê. Sau 4 năm sử dụng thì một màu sơn còn sơn ngoại các anh chị nhé, còn zin còn khoảng đến 90% là sơn zin của nhà sản xuất. Đấy là điều khẳng định chắc chắn rồi. Thì các anh chị cùng em Biên đi tổng thành một vòng chiếc xe để có thể ngắm nhìn được về phần thân vỏ của chiếc xe, cũng như là về form dáng của toàn bộ bề ngoài của chiếc Hyundai Elantra này. Một màu nâu cà phê rất là phù hợp với dòng Elantra các anh chị nhé. Tuyệt đẹp luôn. Đấy. Như vậy là các anh chị đã quan sát về phần thân vỏ, về các cái đường ghép lối gân gờ, những cũng như là tất cả những cái đường dập lổi của một chiếc xe form dáng thể thao mang thương hiệu của Hàn Quốc này. Rất là đẹp luôn. Rồi, thế thì sau khi các anh chị đã quan sát xong thì em sẽ đi vào phần chi tiết. Chi tiết ở đây thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các anh các chị để lăn bánh trên đường toàn bộ hệ thống 4 quả lốp. Em sẽ giới thiệu ngay các anh chị bây giờ. 4 quả lốp đều là 4 quả lốp Michelin, thương hiệu đẳng cấp các anh chị nhé. Một dàn lốp Michelin rất là mới luôn này các anh chị quan sát giúp. Đấy. Rất là đẹp luôn, Michelin, ta lông còn rất là dày. Kết hợp với cái la răng phay đa chấu kép cùng với 4 bánh đã đều được trang bị phanh ABS cả 4 bánh luôn. Đấy. Phanh đĩa cả 4 bánh các anh chị nhé. Chống bó cứng phanh rất an toàn luôn. Cũng như là phần la răng chưa một vết xước nhỏ. Đấy. Đây là quả lốp bên phụ. Đằng trước em sẽ ra phía sau. Tất cả các cái chi tiết để các anh chị có thể ngắm nhìn một chiếc xe như thế này. Khi em quay lên có thể chúng ta ngồi ở nhà, điện thoại cũng có thể chốt được xe. Bởi vì nó quá chi tiết như thế này thì các anh chị ngắm nhìn rất là kỹ, đúng không ạ? Quá kỹ rồi. Đấy, bánh sau cũng là phanh đĩa và phanh ABS như các anh chị nhé. Rất đẹp luôn. Em sẽ sang phía bên để giới thiệu các anh chị một dàn lốp Michelin quá đẹp. Đấy. Bánh sau bên lái đây, la răng đây. Rất là mới các anh chị nhé. Rất là mới luôn. Em Biên khẳng định đây là một chiếc xe có thể nói rằng là khi chiếc này là chiếc thứ hai thì các anh chị sẽ không tìm đâu ra một chiếc thứ nhất đâu. Bởi vì nó quá đẹp đẹp xuất sắc với một cái đời cũng đã được 4 năm sử dụng rồi. Nhưng mà nó đẹp xuất sắc. Những chiếc xe 27, 18, 19 bây giờ chưa chắc đã ăn được chiếc xe này đâu các anh chị ạ. Nó quá đẹp luôn. Đấy. Thì cũng qua quá trình em quay clip thì cũng giới thiệu là công ty Ba Tư Phan có địa chỉ tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, chuyên tuyển những chiếc xe mà nó mang tính chất là cực kỳ chất lượng để phục vụ các anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy. Rồi. Và ngay bây giờ để đi sâu vào phần bên trong thì em sẽ mở tất cả những cái cánh cửa ra phục vụ cho các anh chị các cái chi tiết về một chiếc xe mà các anh chị quan tâm. Elantra bản 2.0 GLS đây. Đấy. Đẹp zin hết nhá các anh chị nhá. Từng chi tiết một. Rồi. Đầu tiên, em sẽ giới thiệu đến các anh chị về một chiếc xe mà để biết được có đâm xô tai nạn hay không thì đương nhiên là các anh chị bây giờ các anh chị cũng đều quan tâm về phần keo chỉ của xe. Em sẽ giới thiệu ngay. Đây là cánh sau bên phụ. Keo chỉ còn zin 100% của nhà sản xuất luôn.
rất là đẹp, zin hết luôn. Như vậy như thế này thì các anh chị có thể ngồi ở nhà cũng có thể đã chốt được xe rồi, đúng không ạ? Đây là cánh sau, bề mặt táp ly cánh sau, các anh chị ngắm nhìn luôn, mới đét luôn nhá. Đấy, mới đét luôn. Cánh trước thì sao? Cũng vậy thôi, zin hết như vậy ạ, chắc chắn rồi. Đấy, xoay như thế này với một chiếc xe như thế là đã đủ. Vâng, không cần nói nhiều, đúng không ạ? Vâng. Đấy, rất chi tiết. Và kể cả những cái con ốc bản lề cũng muốn gửi đến các anh chị luôn. Chưa hề bị một tác động ngoại lực bên ngoài nào các anh chị nhé. Chưa hề bị tác động ngoại lực bên ngoài luôn. Zin đét từng con ốc. Rồi, đây, cánh sau đây các anh chị này, nhìn cái bản lề của nó có đẹp không? Có yêu không ạ? Quá là yêu luôn, đúng không ạ? Nhìn cực thích, như một chiếc xe trong hãng ra luôn. Thế, như vậy là bên phụ em đã xong. Em sẽ đi về phần phía sau. Về phần phía sau thì cũng giới thiệu các anh chị luôn. Em sẽ lướt một vòng chỉ của cái cốp để các anh chị có thể ngắm nhìn. Đấy, như thế này. Có đáng bỏ đồng tiền bát gạo để các anh chị sở hữu không ạ? Rất đáng, đúng không ạ? Rất đẹp, rất đáng luôn. Đấy, zin hết các anh chị nhé. Một chiếc xe khẳng định, cam kết là một chiếc xe quá đẹp luôn. Kể cả về phần gì đây, vách, đúng không ạ? Đấy, vách cốp đây ạ. Chỗ này là gì? Máng nước đây, đúng không ạ? Người ta gọi là máng nước. Còn nguyên các cái chấm gì, cái đinh tán của nhà sản xuất luôn. Rất là đẹp. Đấy, em có thể sơ bộ bóc một chút cái góc đằng sau này lên để cho anh chị nhìn. Đấy, chưa hề bị móp méo gì cả, quá đẹp luôn. Với một chiếc xe như vậy rất là ok. Bên lái cũng vậy, tất cả cái đinh tán zin hết. Phần cốp là như vậy, quá đạt yêu cầu. Xem lốp dự phòng phía ở dưới thế nào. Đây, phần cốp đây các anh chị nhìn, bóng nhoáng luôn. Đấy, bóng nhoáng luôn. Chưa hề bị có một chút nào gọi là gân gợn về gì, mục mọt, đúng không ạ? Rất là đẹp. Lốp dự phòng còn rất là đẹp, la răng nguyên. Tất cả các cái chi tiết dụng cụ còn nguyên theo xe, rất là ok. Đấy, đây phần cốp đã xong. Em sẽ đóng cốp xuống và các anh chị sẽ ngắm nhìn luôn giúp em cái phía hông của chiếc Elantra GLS. Giải đèn nó được chọc chạy dọc suốt từ phía hông sang phần sườn. Một những cái giải đèn nét rất là bắt mắt. Khi mà trời tối bật cái đèn này lên thì thôi rồi, nó quá là trang trí, đúng không ạ? Quá đẹp mắt. Ngoài cái việc công năng sử dụng của nó thì nó là trang trí. Đặc biệt là thương hiệu Hàn Quốc thì anh chị biết rồi, về phần trang trí về quá ok. Rồi, em sẽ sang bên lái và giới thiệu luôn các anh chị. Đây là cánh cửa ở phía bên lái đây. Cam kê các anh chị, nó là một chiếc xe quá đẹp. Lát nữa đóng cửa vào để các anh chị nhìn form dáng, quá ok luôn. Kể cả những cái gì, phần sơn si đây, đến phần gì, các cái chi tiết kính, zin của nhà sản xuất luôn. Rồi, cánh trước thì sao? Cánh trước bên lái đây các anh chị quan sát. Hết bài luôn cho các anh chị nhé. Hết bài luôn đấy ạ. Quá ok. Đấy, táp ly thì quá là mới và đẹp, quá sang trọng với một chiếc Elantra. Như vậy phần bên ngoài em đã giới thiệu xong. Chiếc xe này đã trang bị cửa lóc các anh chị nhé. Trang bị cửa lóc luôn này. Đấy, em sẽ đi sâu vào phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong, trước khi vào phần nội thất bên trong thì các cái con ốc bản lề của bên lái đây các anh chị nhìn. Như vậy đã đủ thấy rằng là một chiếc xe chưa hề có tác động ngoại lực bên ngoài luôn. Chủ nhân đi khá là giữ gìn, để lại một chiếc xe sau 4 năm sử dụng quá đẹp. Về phần nội thất thì sao? Đầu tiên là nhìn vào phần ghế. Rồi, ghế điện các anh chị nhé. Ghế điện, chủ nhân cũng đã độ lên 3 chế độ nhớ ghế, 3 vị trí. Đấy, vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba. Ghế hoạt động đang rất là tốt, đang chạy đấy ạ, đang chạy dây đấy ạ. Đấy, các anh chị quan sát. Đấy, đang chạy dây đấy ạ. Đây là massage phòng lưng này, đây là ngả này, ngả tựa này. Đấy, thế rồi chiếc xe này thì xem nào, nó được trang bị
6 túi khí, 8 túi khí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 túi khí các anh chị nhé, 6 túi khí kể cả túi khí ở ghế này các anh chị này, túi khí ở ghế này, vô lăng túi khí này, táp lô bên kia túi khí này, hai cột túi khí này, đấy, và ghế cũng có túi khí, 6 trang bị, 6 túi khí theo xe, là như vậy, quá ok. Vâng, trần nỉ nguyên bản theo xe và có cửa sổ trời, hoạt động rất là tốt. Vâng, vô lăng thì cũng đã tích hợp rất nhiều các bàn phím, kể cả cruise control, đấy, ga tự động, hai chế độ lái và điều hòa auto tự động theo xe, số tự động và có các cái chức năng sấy sưởi ghế, có luôn các anh chị nhá, sấy sưởi ghế này, dừng đỗ tự động này, đấy. Rồi em sẽ để lổ chiếc xe này lên thì tự động ghế nó sẽ về vị trí nhớ của em thôi. Đấy, các anh chị quan sát này, ghế đã về vị trí nhớ của em rồi đấy. Và chiếc xe này hiện nay đang chạy là sau 4 năm sử dụng đang chạy chính xác odo là 6.684 km. Đấy, các anh chị quan sát không một lỗi nhỏ luôn. Và chiếc xe này là bố trí hệ thống cam 360 độ xung quanh xe, các anh chị quan sát cam 360 độ xung quanh xe, kể cả cam trước, cam sau, cam lùi đây. Đấy, cam lùi đầy đủ các anh chị nhé. Cam 360 độ xung quanh xe, nó đặt ở góc kia. Táp lô thì rất là mới, táp lô bề mặt da còn khá là mới sau 4 năm sử dụng, kể cả vô lăng, cổ số rất là đẹp, chủ nhân đi rất là giữ gìn rồi. Đấy, phần ghế thì đã có những cái gì, thiết kế đúng ghế nguyên bản theo xe, lỗ thông khí để sấy sưởi ghế, có thể chúng ta ngồi vào mùa đông bật sấy sưởi ghế rất là ấm. Đấy, rất là ấm. Cửa sổ trời hoạt động thế nào thì em Biên sẽ thực hiện ngay. Đang hoạt động rất là tốt các anh chị nhé. Rồi, đang hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, quá ok. Em đang để lổ chiếc xe này lên. Và bây giờ thì như vậy về chi tiết một chiếc Elantra, về phần nội thất, các cái chức năng sử dụng đều hoạt động đang rất là tốt và được độ lên rất nhiều những cái tính năng cơ bản, cam 360 độ, cam lùi theo xe. Và bây giờ em sẽ đi về hàng ghế phía sau để các anh chị được quan sát cái nội thất một lần nữa, và em sẽ đi vào phần chi tiết cực kỳ quan trọng của một chiếc xe, đó là động cơ. Thì chiếc xe này đã bố trí hai vùng điều hòa độc lập, ngay hàng ghế phía sau cũng có một vùng điều hòa đây, quá hiện đại với những cái dòng xe của Hàn Quốc. Hàng ghế thì rất là mới luôn này các anh chị này, bộ ghế màu ghi rất là mới và sang trọng trong một chiếc Elantra nhé. Đấy, ngoại thất thì màu lô cà phê trong màu ghi pha trộn màu đen rất là sang trọng luôn, quá đẹp. Nội thất là như vậy rồi, các cái chức năng chi tiết là như vậy rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào phần động cơ của xe, một trái tim của một chiếc xe. Đấy, nếu trái tim của một chiếc xe mà ngừng đập thì đúng là một chiếc xe vứt đi, đúng không ạ? Chỉ có bỏ đi thôi. Nhưng một chiếc xe 4 năm sử dụng thì khối động cơ nó còn giữ lại được những cái gì? Thì em sẽ đi ngay vào chi tiết khối động cơ cho các anh chị quan sát. Nhìn xa xa này chúng ta đã thấy một cái gì đó nó rực mắt rồi, đúng không ạ? Nó quá đẹp, nó ánh vào mắt của chúng ta, những cái con ốc, những cái phần gang, phần nhôm, các anh chị nhìn nó sáng quắc như thế này. Kể cả những chi tiết con ốc, các anh chị nhìn này, con ốc bệ máy này, ốc mặt dàn cò này, đúng không ạ? Đấy, ốc mặt dàn cò đấy, ốc khớp lối này, ốc khớp lối bệ máy và bệ vào máy này. Và gì đây, ở dưới đây là khu vực ốc vách máy này, những con ốc vách máy này. Em có thể xoay chi tiết cho các anh chị về cái động cơ đang lổ, nhưng mà quá êm luôn, gần như là không nghe tiếng máy lổ các anh chị nhé, quá đẹp. Đấy, sáng quắc luôn, 4 năm sử dụng để lại một khối động cơ đẹp zin như thế này, hết phải bàn về luôn, hết phải bàn luôn, kể cả vách máy và hộp số này, keo zin của nhà sản xuất luôn, keo đỏ zin nhà sản xuất luôn, quá đẹp. Rồi còn các cái chi tiết khác về phần điện, đấy, như hệ thống là điều khiển bộ lão này, trung tâm bộ lão nằm ở đây, đẹp không ạ? Quá đẹp. Hệ thống điện cầu trì này, ắc quy này, đấy, hộp khí thải này, quá đẹp luôn, hộp gió đấy ạ. Và các cái chi tiết đằng sau thì sao, khu vực ống dẫn điều hòa thì sao, ABS thì như thế nào, để các anh chị quan sát.
quá đẹp luôn. Nguyên các cái chấm sơn nhà sản xuất. Khi lập bật lắp cabo lên thì cũng không quên để giới thiệu các anh chị những cái con ốc bản lề của cabo nó còn zin như thế này. Đến các cái đường keo chỉ của cabo. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, em sẽ quay chi tiết như vậy để các anh chị có thể là xem một cái đoạn clip như thế này. Không cần thiết phải đến tại cửa hàng đâu, có thể chốt giao dịch ngay tại nhà và chúng em sẽ có những cái thương lượng để các anh chị có thể sở hữu một chiếc xe tại nhà. Chúng ta chỉ việc đến lấy xe về đi thôi. Đấy. Các cái hình thức thì lát nữa em sẽ thông báo. Và bây giờ em quay chi tiết các cái phần tai này. Tất cả những cái đinh tán nhà sản xuất zin đét hết các anh chị nhé. Kể cả những cái ốc tai này zin đét hết luôn. Một chiếc xe nguyên bản khẳng định như vậy. Rồi, nguyên bản khẳng định như vậy. Rất đẹp luôn. Quá đẹp nha các anh chị nhé. Đấy, như vậy là khối động cơ, kể cả từ những cái con ốc bề mặt máy nó còn zin như này thì em miễn phải quay sâu về phần dưới làm gì, zin hết 100%. Rồi. Thì vừa rồi đã miêu tả, em Biên đã cùng anh chị đi khám phá một chiếc Elantra 2016 bản 2.0 GLS số tự động. Sau 4 năm sử dụng thì nó còn để lại được tất cả những giá trị như thế này. Các anh chị quan sát, hai cái con mắt ở phía đằng trước đã được lên bô Richter và giải đèn LED ánh sáng tự động ban ngày. Quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn các anh chị nhé. Đấy, đèn ánh sáng xanh, tối sáng lắm các anh chị ạ. Và với một cái form dáng của chiếc Elantra như thế này, quá đẹp đúng không ạ, quá đẹp luôn. Thế thì còn ngoài cái việc em tả miêu tả về xe, một chiếc xe như vậy, thì bên cạnh đó để sở hữu một chiếc xe về an ninh pháp lý thì nó, các anh chị yên tâm, thì chiếc xe này đảm bảo về an ninh pháp lý, rút hồ sơ vô tư này. Đấy, và các anh chị vào tên các anh chị vô tư này, về an ninh pháp lý phạt nguội bên em cam kết đảm bảo này. Cái thứ hai là với chiếc xe 2016 này thì sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng khắp toàn quốc cho các anh chị từ 60-70%. Đấy, đấy là cái thủ tục vay vốn ngân hàng, hỗ trợ trả góp ngân hàng một chiếc xe đấy ạ. Và thì đấy là các cái thủ tục an ninh pháp lý sang tên đổi chủ cũng như là vay vốn ngân hàng. Muốn gửi đến các anh chị như vậy, các cái thông tin như vậy để các anh chị yên tâm để sở hữu một chiếc xe. Và thì vừa rồi em đã đưa ra các cái thông tin như vậy. Và còn bây giờ thì giá bán chiếc xe này thì sao? Thì ngay bây giờ tại cửa hàng chúng em có địa chỉ tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương đang trưng bày bán chiếc xe này với giá niêm yết của công ty là 545 triệu đồng, đã giảm so với giá niêm yết 10 triệu các anh chị nhé. Ngay bây giờ các anh chị có thể điện thoại thông tin ngay về số điện thoại 0963 882 833 hoặc 0916 111 768 hoặc 0912 912 969. Và một số điện thoại cuối cùng nữa, 4 số điện thoại các anh chị nhé, mà các anh chị có thể điện 24/24 giờ. Đó là số điện thoại 0989 470 333. Đấy là những cái số điện thoại các anh chị điện 24/24 giờ để sở hữu một chiếc Elantra. Và có những cái vấn đề gì về thắc mắc về một chiếc xe, các anh chị điện thoại cho chúng em, chúng em sẽ giải đáp cho các anh chị. Thì với giá bán 545 triệu đồng thì các anh chị cân đối xem xét và điện thoại về cho chúng em ngay để chúng em trao đổi thông tin và giao dịch chiếc xe Elantra này. Và một lần nữa em Biên thay mặt tất cả anh em ekip công ty Ba Tư Fan xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi một đoạn clip để giới thiệu một chiếc Elantra 2016 phiên bản số tự động, động cơ làm việc là 2.0. Đấy, thì các anh chị quan sát và theo dõi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái clip tiếp theo.